Lần đầu được nắm tay crush, nam thanh niên run bần bật khiến cộng đồng mạng cũng hồi hộp theo. Lần đầu làm chuyện ấy của các ông thế nào? Ý tôi là lần đầu tiên trong đời đi hẹn hò với crush, được nắm tay và trao cho nhau nụ hôn đầu tiên ấy. Không biết có như thanh niên dưới đây không? Cặp đôi này lựa chọn một quán ăn vặt vỉa hè trong buổi đầu gặp mặt. Nhìn sương sương những món ăn, hầu như toàn là những món ăn quen thuộc. Vài ba cái xiên bẩn, bịch bánh tráng trộn và cốc trà chanh. Thanh niên ăn cần mấy cô gái dùng bữa, không quên tinh tế, lau đi cả thức ăn còn dính trên khuôn mặt của cô gái. Và đây mới là khúc quan trọng khi thanh niên lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay của cô gái. Nhưng có lẽ vì quá run hay sao mà cốc nước của thanh niên cũng chuyển động, tí nữa thì rơi xuống đất trong sự thẹn thùng của cả hai. Đoạn video sau khi được đăng tải khiến cộng đồng mạng xỉu ngang vì độ đáng yêu của cặp đôi. Dân tình đã để lại những bình luận. Thế quan miếng bánh tráng trộn nào không? Chứ tôi thấy ngại nãy giờ hơn 10 phút rồi á. Tự nhiên xem mà cũng thấy ngại thay. Cảm giác lần đầu biết yêu của tôi cũng y hệt như này luôn. Nhớ quá đi à. Còn bạn nghĩ sao về chiếc video đáng yêu trên? Cùng chia sẻ bên dưới cho TB Chan được biết với nha. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TB Chan và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.